Shop gấm Nhật qua giấy xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay shop sẽ lên một số sản phẩm phục vụ cho mục đích sưu tập và gia dụng. Quý khách mua hàng xin vui lòng chọn mã sản phẩm là chữ H có số đứng liền kề. Số phía sau là giá của sản phẩm. Xin lưu ý giá chưa bao gồm phí ship. Và nguyên tắc bán hàng của shop là sẽ không bao ship. Quý khách liên hệ với shop qua số điện thoại 0979 637 554 có số Zalo, khuyến khích khách hàng gọi hoặc nhắn tin qua số Zalo để dễ dàng lưu thông tin và tiết kiệm chi phí. Shop sẽ up video vào khoảng 11 giờ mỗi ngày. Quý khách vào xem xin vui lòng nhấn like, đăng ký và chia sẻ để nhận được những thông báo mới nhất về những video mới. Xin trân trọng cảm ơn. Sản phẩm đầu tiên đó là cái bộ đựng gia vị và tâm bằng sứ ngũ sắc. Đây là một cái dòng ngũ sắc Arita, đặc biệt đây là cái dòng ngũ sắc đen. Và cái dòng ngũ sắc đen này thì rất là hiếm gặp hơn cái dòng ngũ sắc đỏ và ngũ sắc xanh. Tại vì do cái nền chủ đạo của nó đó là màu đen và vẽ ngũ sắc lên trên, cho nên là các anh chị gọi nôm na là ngũ sắc đen cho nó dễ. Đây là cái một cái phân nhánh của dòng Arita. Đặc biệt cái dòng này thì cái màu đen bóng rất là đẹp. Và dòng này thì hiếm gặp hơn so với các dòng khác. Nhìn rất là sang. Bộ này chúng ta bày trên cái bàn ăn, viền này được mạ vàng thì rất là độc đáo, vừa vệ sinh vừa sang, và trưng bày thì cũng rất là đẹp. Lọ tâm cao 6.5, đường kính miệng 4, đường kính thân 4.5. Mã sản phẩm là H1, giá 150k trên bộ này. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái cha quan hay là chén trà dùng trong trà đạo. Đây là thuộc cái dòng Sino quả biến. Sino là một dòng gốm rất đặc trưng của Nhật và không thể pha lẫn hay là chúng ta nhầm lẫn với những cái dòng gốm khác bởi cái kiểu men rất là độc đáo và đặc trưng. Đây là cái dòng Sino quả biến. Quả biến là do cái quá trình mà trong quá trình nung men đó nó bị tác động bởi lửa, cho nên người ta gọi là hỏa biến. Nó sẽ tạo nên những cái màu sắc độc đáo so với những cái phiên bản thông thường. Ở đây chúng ta thấy giống như là lớp băng đang tan chảy trên cái nền mà lửa đỏ, tạo nên cái hiệu ứng rất là đặc biệt. Và tất cả những cái sản phẩm này đều là những sản phẩm được chế tác hoàn toàn thủ công, nên cái giá trị sưu tầm rất là cao. Cốt dày nặng, men cực chất, đáy có cái chữ ký của nghệ nhân. Chén cao 8, đường kính 11, mã sản phẩm là H2, giá 120k. Một số anh chị thì biến tấu về làm cái chậu cây hay là những cái sản phẩm. Thật ra thì những cái chén trà này chúng ta chỉ cần trưng bày thôi là nó đã đẹp rồi. Bản thân chúng ta làm những cái kệ mà chúng ta trưng bày cái chậu ăn, đặt nó ở vị trí nào cũng đẹp cả. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ly sứ xưa của dòng Kutani. Ly này men lam, nhưng đặc biệt là cái màu lam này khá là hiếm gặp. Màu lam và cái nền thì nó ngã sang cái màu xanh lá cây. Nó không giống như cái màu lam thông thường chúng ta hay gặp. Và cái ly này thì rất là to, có nắp đồng bộ, vẽ sơn thủy rất là đẹp. Họa tiết được vẽ tay rất là tinh xảo. Và những cái điểm vàng này là được vẽ bằng vàng thạch. Cái này là bột vàng được trộn với một cái loại keo đặc biệt, keo tự nhiên đó, để quét lên trên bề mặt của sứ hoặc là gốm. Nét vẽ tay rất là tinh xảo, sơn thủy giống như là một cái bức tranh thủy mặc trên sứ. Và phía sau nó có cái vết rạn này. Đây là cái ấn tượng của dòng Kutani. Cốt dày rất là nặng,
và nắp cũng vẽ rất là chi tiết. Thật ra thì những cái sản phẩm này dùng chủ yếu là để trưng bày, cho nên cái vết rạn hay là cái vết tóc đó đó thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều. Đa số các anh chị mà sưu tầm thì mua những cái sản phẩm này về để trưng bày. Và cái sản phẩm này thật ra thì nếu mà chúng ta biến tấu làm thành một cái ống bút trong thư pháp đó thì rất là hợp. Ly cao 12, đường kính miệng 8, mã sản phẩm là H3, giá 150k. Nếu mà cái ly này nó không có bị tóc thì cái giá nó rất là cao, do rất hiếm gặp những cái dòng mà sản phẩm đẹp vẽ tay và có giá trị như cái ly vừa rồi. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ chén trà. Bộ chén trà của Nhật thì nó khá giống cái bát cơm nhưng mà nó nhỏ hơn và nó to hơn so với trà Việt. Đây là bột chén xứ xưa, vẽ hoa văn men lam hay là men chàm đó truyền thống. Chúng ta thấy cái đáy này là cái dòng xứ xưa và đáy có cái ấn truyện rất là rõ, rất là đẹp, ấn truyện xưa, cốt xứ rất là tốt. Và họa tiết này được vẽ tay rất là tinh xảo, màu men chàm rất đẹp. Chúng ta thấy những cái nốt ruồi là do cái vết oxit sắt trong cái cốt xứ đó nó tạo nên. Chúng ta thấy cái trôn rất là xưa rồi, rất cũ, hiếm gặp được cái bộ chén xưa tròn bộ như thế này. Cao 4.5, đường kính 8.5, mã sản phẩm là H4, giá 80k trên cái. Và shop bán cái này là nguyên bộ để các anh chị sưu tầm được trọn bộ. Bộ này uống trà hay là trưng bày thì rất là đẹp. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ tách trà xứ Sương. Bộ này của Đức, bộ này thuộc cũng cái là cái dòng xứ xưa của Đức. Cái dáng cổ điển rất là hay, đặc biệt là cái tách này rất là nhỏ, bộ này nhỏ, rất hiếm gặp bộ nhỏ. Ở châu Âu thì đa số những cái bộ tách trà thì rất là to. Chúng ta thấy vẽ hoa hồng cực kỳ tinh tế, lồng vẽ hoa hồng. Và những cái phong cách của châu Âu đó, hoàng gia châu Âu đó là đa số là vẽ hoa hồng. Chúng ta thấy những cái bộ tách trà Anh cũng vậy, và cái giá trị nó rất là cao. Ở đây cái vành trong miệng hay là đáy đều được viền vàng, họa tiết hoa hồng cũng được vẽ vàng, và vàng này đều được vẽ bằng vàng thật. Chúng ta thấy cái chỗ cái tay cầm nè được chạm nổi hoa văn rất là đẹp. Đây chúng ta thấy chỗ này cũng là một cái đóa hoa. Schutzmann, Made in Schutzmann, Schutzmann Đức đó, Schutzmann đó. Vẽ vàng rất là đẹp. Cái điểm trừ của cái bộ này là ở chân đáy nè, nó có cái vết lỗi do quá trình đun sứ chứ không phải là nứt nha. Cái này là do quá trình đun sứ nó bị rạn như thế này nên không, nhưng không ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay là chức năng, rất là khó gặp. Tách cao 4.5, đường kính 7.5, dĩa đường kính 11, mã sản phẩm là H5, giá 150k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bát cơm của dòng sứ Arita. Bát này dáng hay với cái đáy và dáng tròn. Thường thì chén cơm của Nhật thì cái đáy nó hơi nhọn, cái tam giác đó, còn này thì đáy tròn, vẽ hoa rất là tinh tế, họa tiết được vẽ tay rất là tinh xảo, cốt dày nặng men rất là tốt. Cao 5.5, đường kính 11.5, mã sản phẩm là H6, giá 70k.
Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ ly ly thủy tinh của Nhật, dáng rất là hay, dáng cao thanh với cái cốt thủy tinh cực mỏng, bên ngoài vẽ hoa văn rất là tinh tế, mang cái phong cách cổ điển của châu Âu. Ly này bên ngoài thực tế rất là cao nha, các anh chị giờ có thể là trưng bày hoặc là cắm hoa cũng được. Những cái ly chân cao như thế này thì cắm hoa rất là đẹp. Cốt thủy tinh rất là mỏng, đáy được chạm tạo hình đóa hoa. Hoa văn rất là tinh tế. Cốt rất là mỏng, cực mỏng. Ly cao 16. Đường kính miệng 6. Đường kính thân to hơn tí. Mã sản phẩm là H7, giá 200k trên 3 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ dĩa, dĩa sứ tạo hình thiên nga, nhìn rất là dễ thương. Dĩa bằng sứ, cái khung mà lót phía dưới đó là bằng kim loại, tạo hình thiên nga. Cái khung này nó được mạ phủ bạc nhưng mà giờ nó bị tróc rồi, nhưng mà cái dĩa thì còn mới, rất là mới. Dĩa tạo hình thiên cái thân của thiên nga, để ra ngoài thì nó giống như là một cái chiếc lá. Sứ rất là tốt, bên ngoài được viền vàng. Dĩa dài 15, rộng 9. Dĩa này có 4 cái cùng với cái khung. Mã sản phẩm là H8, giá 150k. Bọn này trưng bày trên bàn ăn nhìn rất là hay. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ trà Satsuma xưa. Đây là Satsuma trắng. Satsuma thì nó có các dòng Satsuma trắng, Satsuma gốm mà vẽ ngũ sắc đó, và Satsuma đen. Bộ này vẽ hoa cúc với cái kiểu men rạng đặc trưng rất là đẹp, và bộ này là bộ sứ xưa, xin lỗi, gốm, chất liệu của nó là gốm phủ men rạng đặc trưng của dòng Satsuma. Và cái bộ này đã có tuổi tuổi khá sâu cho nên là cái màu gốm nó hiện rõ cái tác động của thời gian. Dáng ấm rất là đẹp. Vẽ hoa cúc. Chúng ta thấy cái màu thời gian là thể hiện rất rõ rồi. Bên ngoài nhìn nó còn sâu tuổi hơn là ở trong video. Ấm lành, chỉ có bên trong cái nắp này là nó có cái vết mẻ nhẹ phía chỗ này nè, nên nó không ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ hay là chức năng, hoàn toàn là không ảnh hưởng. Và những cái bộ này thì chủ yếu là các anh chị sưu tập về để trưng bày, cho nên những cái vết rạn hay là cái vết mẻ đó nó cũng không có ảnh hưởng gì cả. Đấy, có cái chữ ký của nghệ nhân. Chúng ta thấy chén nó cũng đã thấm cái màu thời gian nè, rất là cũ kỹ. Và ở đây một chén nó có vết mẻ rất là cũ. Họa tiết được vẽ rất là tinh xảo. Chén hay ly trà đó cao 4,
đường kính 7, ấm này dung tích khoảng 150 ml, không đến nữa, khoảng 120 à. Mã sản phẩm là H9, giá 1.200k trên bộ này. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình rượu gốm xưa. Bình này là cái bình gốm xưa và cái chức năng của bình này là cái bình rượu. Nhiều anh chị ở sưu tầm thì về chúng ta biến đấu thành bình hoa, nhưng mà chức năng chính của bình này khi ở Nhật nó là bình rượu. Và cái bình này thật sự là rất là xưa rồi, rất là cũ kỹ rồi. Các anh chị nhìn đây, cái màu này không thể nào mà do cái con người làm nên được, phải do cái quá trình tác động của thời gian rất là lâu. Chúng ta thấy đây, thực tế bên ngoài nó, chúng ta thấy cái men nè, nó thấm cái màu thời gian đó. Và ở đây chúng ta thấy nó tác động, cái mặt ngoài của men nó bị rỗ luôn, chứng tỏ là bình này không biết cực kỳ sâu tuổi rồi đó. Trên thân bình này nó có vẻ thư pháp, và ở đây chúng ta thấy cái miệng bình nè, màu men này thì không thể nào mà nhân tạo được, và miệng bình thì nó bị mẻ khá là nhiều, nhưng mà nó càng tăng thêm cái vẻ mà cổ xưa cho cái bình này. Cái bình này trưng bày trong cái không gian xưa rất là hay. Cao 20, đường kính miệng 3.5, dòng thân 23 năm, mã sản phẩm là H10, giá 200k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ấm trà sứ Kutani xưa, vẽ sơn thủy và tích xưa, với hai cái ảnh sĩ đang ngồi đánh cờ trên một cái phiến đá bên vách núi. Đặc biệt cái bình này bé xíu, cái bình này rất là nhỏ, để gọn trong lòng bàn tay, rất là nhỏ. Bình này bé xíu à, dung tích khoảng 100 ml, không đến nữa, khoảng 80 đến 100 ml. Đây là cái ấn kiện của dòng Kutani là được viết tay. Bình này được vẽ tay bằng men lam. Chúng ta thấy cái dòng Kutani thì cái rất hiếm gặp cái dòng men lam. Đa số chúng ta thấy Kutani là chủ đạo là gốm, vẽ gốm màu đó. Nhưng mà rất hiếm cái dòng mà men lam ở cái dòng Kutani. Là thấy cái đáy bình nè rất là cũ à, chứng tỏ là cái tuổi nó cũng đã sâu rồi đó. Cho cái trôn này nè nó cũ lắm, và chứng cái đáy viền hoa văn này thì chúng ta thấy là nó là những cái sản phẩm xưa, nó mới vẽ cái kiểu hoa văn này. Lọc được làm rất là tinh xảo, nắp cũng vẽ cái hoa văn rất là đẹp. Trên nắp có cái vết rạn rất là nhẹ, chỗ này rất là khó thấy ở trên video này. Và thân bình cũng có một cái nắp rạn, vết rạn như hình đây, chỗ này. Nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến thẩm mỹ hay là chức năng, rất là khó để phát hiện. Và cái sản phẩm này chúng ta thấy nó nhỏ, nó trưng bày rất là dễ thương, phù hợp cho những cái không gian mà trên những cái kệ nhỏ hay là những cái tủ nhỏ đó. Mã sản phẩm là H11, giá 800k.
Sản phẩm tiếp theo đó là một cái cặp cốc. Cặp cốc hay là cái cặp mà ca quay ở trong miền Nam gọi là cái ca. Ngoài các anh chị ngoài miền Bắc thì gọi là cái cốc. Cái cốc to đó, cái ca, còn ở trong miền Nam thì gọi là cái ca. Hay là cái ly có quay, và cái ly này á, thì nó to. Cho nên là nó không phải là cái set trong cái bộ trà, trong cái bộ tách trà có dĩa lót, mà nó là hai cái ly, hai cái cốc rời, hai cái cốc to. Và cái này là sản phẩm của dòng Imarigon. Đây là một cái dòng sản phẩm rất là có giá trị về mặt sưu tầm hay gì. Đây là một cái trong những cái dòng mà cao cấp rồi, thuộc cái dòng cao cấp của cái ngũ sắc rồi. Toàn bộ cái vàng này là được mạ bằng vàng thật. Rồi trên thân ly này cũng được vẽ giác vàng, vẽ hoa văn trên cái nền giác vàng thật. Chúng ta thấy hoa cúc là quốc hoa của Nhật. Cho nên chúng ta thấy trong những cái họa tiết gốm sứ, chúng ta thường hay bắt gặp hình ảnh của hoa cúc. Quốc quy của Nhật là cái đóa hoa cúc 16 cánh cách điệu. Họa tiết được vẽ rất là đẹp. Cái quai được làm rất là hay, bên ngoài đẹp hơn trong hình rất là nhiều. Đây, ấn triện. Ấn triện này cũng xưa. Đây là một rất hiếm được dòng cái cặp toàn vẹn như này. Và cái dòng Imarigon này thì hiện nay rất khó tìm trên thị trường. Nếu có thì cái giá nó vẫn là cực căng. Những cái sản phẩm này thì hiện nay rất rất hiếm, chỉ có những cái bạn mà sưu tập từ bên Nhật về mới có thôi. Ly cao 8, đường kính 8.5, gần 9 rồi. Còn cái quai nữa thì 12 năm. Mã sản phẩm là H12, giá 1.200k trên cái. Và shop bán cả đôi để các anh chị sưu tầm cho đủ bộ. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tô men lam xưa. Với cái màu men lam rất là đẹp. Lồng vẽ hoa. Bên ngoài còn ngoài cũng được vẽ hoa đó. Cốt dày nặng, men bóng rất là đẹp. Điểm trừ của cái tô này là nó có cái vết mẻ nhẹ, mẻ, vết mẻ ở ngay cái vành. Nhưng mà phía ngoài chúng ta nhìn vào rất là khó thấy. Cho nên cái nếu mà các anh chị trưng bày thì vẫn đảm bảo cái tính thẩm mỹ rất là cao. Mã sản phẩm là, xin lỗi, cao 7.5, đường kính 18, mã sản phẩm là H13, giá 150k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tô men lam xưa. Lồng vẽ hoa. Do để di chuyển cái máy nó hay hơn, còn nếu mà đưa cái tô lên ngay cái đèn thì nó cháo quá, rất là khó thấy cái họa tiết. Tô này mà các anh chị hay gọi là cái tô kiểu hai đáy, nhưng mà thật ra cái này không phải hai đáy, do cái tô này rất dày, cái trôm nó chúng ta thấy là cái vết oxy hóa nó rất là nhiều rồi, oxy thấp đó. Cái điểm trừ của cái tô này đó là ở ngoài cái thân nó có cái vết nứt hay
hay là còn vết tóc đó. Nhưng mà ở trong thì nhìn không có thấy. Đây cái vết tóc nó nằm ngay đây nè, nhưng mà ở trong là nhìn không có thấy. Do cái kiểu men này đó là rất khó để phát hiện những cái vết tóc. Nếu ở ngoài này anh chị về thẩm mỹ chút xíu lại là nhìn nó giống như hoàn toàn là nguyên vẹn. Và những sản phẩm này thì về trưng bày thôi, cho nên là nếu mà các anh chị để cái mặt này ra thì không, nếu mà các anh chị nói không nhìn vào thì không thể nào biết cái tone này nó có bị lỗi. Cao 6.5, đường kính 18, mã sản phẩm là H14, giá 100, xin lỗi, giá 200k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình men lam xưa. Bình này là nếu mà nói xưa thì nó thuộc dạng cổ. Do cái bình này nếu mà chúng ta nhìn cái chuyện thì có thể nó đã hơn 100 năm rồi, và sẽ xét theo tiêu chí thì những cái sản phẩm trên 100 năm thì liệt vào cổ. Bình này thì rất là đẹp, vẽ sơn thủy và hoa văn sóng nước, đặc biệt là họa tiết được vẽ rất là đẹp. Màu men trắng cũng đẹp và cái men lam cũng rất là đẹp. Thấy tổng thể cái dáng bình cũng rất là đẹp. Và chúng ta thấy những cái kiểu này là trên những cái sản phẩm cổ mới có những cái kiểu hoa văn vòng tròn xoáy như vậy đó. Được vẽ rất là chi tiết. Chúng ta thấy những cái nét vẽ có cái điểm bắt đầu và kết thúc. Họa tiết được vẽ tay rất là tinh xảo. Màu men chàm cực đẹp. Và thấy cái chuyện này là chuẩn xưa, đồ này rất là chuẩn. Thì chúng ta thấy bên trong nè, cái vết oxit sắt nó hiện lên rất là rõ nè, trong cái lòng men phía trong này. Và những cái sản phẩm mà mới thì không thể nào có được. Bình này cao 14 năm, tính là cái quai là 15. Đường kính 12.5 gần 13. Dòng bụng 43, mã sản phẩm là H15. Giá 2.500k. Điểm mạnh của sản phẩm này là dáng đẹp, họa tiết đẹp, men đẹp và chuẩn chuẩn cổ đó. Và trưng bày với cái kích thước này thì trưng bày trong những cái không gian giống như những cái tủ trưng bày hay là những cái kệ nó rất là hợp. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chén có nắp hay là một cái thố sâm. Các anh chị mà chơi đồ xưa hay gọi là thố sâm. Chén này với men lam vẽ sư tử hay là lăng đó, sư tử và hoa cúc. Đặc biệt là cái cốt sứ rất là mỏng, cái chén này cốt sứ rất là mỏng. Họa tiết được vẽ tay rất là tinh xảo. Đáy có cái ấn truyện chìm. Chén này thấu quang rất là đẹp.
để gần quá nó sáng quá, nó ánh sáng mạnh quá nó chá qua luôn. Điểm cái ở phía dưới cái trôn thì nó có cái vết mẻ nhẹ, không có ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay là chức năng. Chén cao 6.5, đường kính 10, mã sản phẩm là H16, giá 150k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình men lam xưa. Vẽ sơn thủy, tùng, trúc, đào và hoa văn hình lục giác đó, nhìn rất là độc đáo. Sơn thủy với tích xưa. Cái này bên ngoài thì cái men nó sậm hơn, so với ở đây nó bị chá ánh sáng đèn cho nên cái màu men nó hơi trắng hơn so với bên ngoài. Bên ngoài cái màu men nó đậm hơn, đẹp hơn. Cái điểm đặc biệt của cái bình này đó là nó kết hợp giữa vẽ và chạm. Những cái hoa văn này nè là nó được chạm nổi. Chúng ta thấy những hoa văn này được chạm nổi. Những cái vòng tạo nên những cái khung hình này nè, nó được khắc chìm vô cốt, sâu vào cái cốt sứ. Còn những cái hoa văn này là nó được chạm nổi. Những hoa văn này đây đây chỗ này được chạm nổi, còn những cái khung này thì được khắc chìm và họa tiết thì được vẽ thủ công. Ở đây chúng ta thấy những cái hoa văn này nè được chạm nổi. Đây là một trong những cái kỹ thuật cũng rất là khó trong gốm sứ, do nếu mà cái tay nghề mà không không đã có đủ kinh nghiệm á, hay là tay nghề mà không không cao đó, thì cái cốt sứ nó rất là mỏng, nếu mà chạm á, thì nó rất dễ nó bị phạm vào cái làm thủng cho cái sản phẩm, cho nên đòi hỏi những cái nghệ nhân cái tay nghề rất là cao và cái nét vẽ tích xưa rất là đẹp. Nắp cũng được vẽ hoa văn kết hợp với kỹ thuật chạm nổi và khắc. Lồng vẽ hai cái vòng men lam. Chúng ta thấy ở đây vẽ hoa văn rất là đẹp. Những cái sản phẩm này cần quay kỹ và chậm để cho các anh chị quan sát. Bình này cao 14 năm, đường kính 14, cái dòng bụng là 45, mã sản phẩm là H17, giá 1.500k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tách tách trà sứ. Đây là cái dòng ngũ sắc, đây là cũng là cái dòng ngũ sắc của Arita. Và cái này thường thì nếu mà các anh chị mà có cái biết cái bộ tới cái bộ bình trà này á, thì cái giá nó nếu mà trọn bộ thì rất là cao. Và cái điểm đặc biệt của những cái bộ này đó thì nó vẽ là mỗi hoa, mỗi bộ là một hoa, mỗi tách một set vậy đó là một hoa với cái màu khác nhau, 5 bộ là 5 màu. Và cái bộ này thì rất được các anh chị mà yêu gốm sứ đó ưa chuộng. Cốt dày nặng, men bóng rất là đẹp. Cao 6.5, đường kính 6, dĩa lót đường kính 14, mã sản phẩm là H18, giá 1.000, xin lỗi, 150k. Các anh chị mà có thời gian đó, hay là chúng ta mua ở nhiều cái shop đó, thì chúng ta nên sưu tầm những cái bộ lẻ này để chúng ta kết hợp được thành một cái bộ chọn, thì cái giá nó sẽ được tốt hơn.
Còn nếu chúng ta mua một cái trọn bộ như thế thì cái giá rất là căng. Nếu mà cả đủ bộ trà như thế thì chúng ta cầm khoảng 2,5 triệu chúng ta mua không được cái bộ trà ngũ sắc đó. Tiếp theo là một cái bộ dĩa Koransa. Dĩa sứ Koransa, đây là cái kiện đặc trưng của dòng Koransa với cái đó hoa lan. Điểm đặc biệt và đặc trưng trên cái phong cách gốm sứ Nhật đó là năm bộ với năm cái màu hoa khác nhau, vẽ hoa hồng rất là tinh tế, vành viền vàng, men bóng rất là đẹp. Cái dòng Koransa này cái nét đặc trưng của nó là cái hoa văn cực kỳ tinh tế, mang cái phong cách rất là nhẹ nhàng và tinh tế. Năm dĩa với năm cái màu hoa hồng khác nhau. Dĩa dài 15 năm, gần 16, rộng 11, mã sản phẩm là H19, giá 200k trên bộ. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ chén nhỏ với cái màu men xanh xanh coban ngã tím rất là đẹp. Bộ này có 7 cái, bên ngoài vẽ đóa hoa anh đào. Bản thân cái chén này là nó cũng tạo thành thành hình cái đóa hoa anh đào rất là đẹp, lồng vẽ hoa anh đào, bên ngoài thân vẽ những cái đóa hoa anh đào xung quanh, và cái hoa này được vẽ thủ công viền vàng rất là đẹp, men bóng đẹp, đấy có cái ấn tượng của nghệ nhân, màu men bóng rất đẹp. Bộ này trưng bày trên bàn ăn hay là chúng ta bày trong cái tủ để trưng bày cũng rất đẹp. Cao 4, đường kính 8.5, mã sản phẩm là H20, giá 200k trên bộ 7 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chén sứ có nắp, chén sứ xưa của dòng Arita. Đây là cái chén sứ cổ vẽ theo cái phong cách Satsuma. Họa tiết được vẽ vàng và vẽ cực kỳ tinh xảo. Chén này nắp vẽ các tầng lớp quý tộc xưa của Nhật Bản. Họa tiết được vẽ cực kỳ tinh xảo. Và chúng ta thấy những cái áo này nè, hoa văn li ti này nè, được vẽ vàng cực kỳ tinh xảo, bên ngoài chúng ta nhìn rõ hơn trong hình rất là nhiều. Từ những cái hoa văn li ti tới những cái dải lụa hay tóc nè, vẽ cực kỳ tinh xảo. Chúng ta thấy hoa văn trên áo đó, mắt, mũi, miệng cực kỳ tinh xảo. Nắp này có cái vết rạn nhẹ như thế này, chỉ soi đèn mới thấy thôi, chứ thực tế nếu anh chị để ngoài thì sẽ không thấy. Chúng ta thấy những cái hoa văn bé xíu được chấm bằng vàng cực kỳ tinh xảo, và ngay cả cái trang sách cũng thể hiện cái ký tự bên trong là cái ấn tượng của phong cách Satsuma. À, cái chén Kutani nhưng vẽ theo cái phong cách Satsuma đây, ấn chuyện xưa chuẩn cổ nha. Chén cao 7.5, đường kính 11.5, mã sản phẩm là H21, giá 550k. Và chúng ta thấy ở đây trong lòng này những cái vết oxit sắt nó thể hiện rất là rõ qua những cái nốt ruồi, đó là do cái vết oxit sắt trong cái cốt gốm đó, cốt sứ đó nó tạo nên.
Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ấm trà tử sa với dáng là tạo hình quả cam hay quả quýt, thì giống như quả quýt quá. Ấm này nhỏ, dung tích khoảng 100 120 đến 150 ml. Cái màu sắc đất rất là đẹp, tạo hình cực kỳ tinh xảo. Chúng ta thấy chiếc lá nè, tạo hình cực kỳ sống động. Đây là những sản phẩm được chế tác hoàn toàn thủ công, rất là tinh xảo. Chúng ta thấy chiếc lá họ làm cực kỳ sống động. Hai cái quả quýt non, cái quai. Ấm trà này như một cái tác phẩm nghệ thuật được đắp nổi rất là đẹp, từng cái chấm li ti tạo thành cái lỗ khí trên cái lớp vỏ đó cũng được chấm rất là công phu. Này thì không thấy cái lọc được làm rất đẹp, do cái góc độ này thì chúng ta không thể nào nhìn được cái lọc ở phía trong. Cái cốt đất chúng ta nhìn thấy rất là đẹp nè, cốt đất màu gan gà rất là đẹp. Giờ trên nắp này nó có một cái vết mẻ rất là nhẹ. Không ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay là chức năng. Khi chúng ta đậy lên, nếu mà chúng ta không có quan sát kỹ đó, rất là khó để thấy. Ấm này dung tích khoảng 120 đến 150 ml. Mã sản phẩm là H22, giá 800k. Phiên bán hàng của ngày 4 tháng 3 năm 2022 đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý khách đã theo dõi và ủng hộ. Xin trân trọng kính chào.